Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyện gì hot trên kênh MC KhanhLinh USA. Xin mời quý vị cùng đăng ký kênh cũng như là bấm vào cái chuông để quý vị sẽ là những người đầu tiên theo dõi chương trình mới nhất nhé. Và quý vị muốn giao lưu với MC KhanhLinh thì chúng ta hãy cùng vào trang web Facebook MC KhanhLinh USA để cùng nhau tương tác và kết nối nhé. Thưa quý vị, thì nếu ai đã từng bị thất nghiệp ở Mỹ thì chúng ta biết được rằng là cái gọi là cái truyền thống luôn là những cái người thất nghiệp theo cái kiểu truyền thống là mình bị lay off hay như thế nào trong cái quá khứ đó, thì mình có thể xin được tiền thất nghiệp. Và cứ mỗi một tuần như vậy người ta gửi tiền thất nghiệp cho mình thì người ta bắt mình phải đi tìm 3 cái việc làm, hay là chứng minh là mình đã đi được 3 cái chỗ để kiếm việc làm, hay là phải có một cái hồ sơ gì đó chứng minh là mình đang xin việc làm. Vì mục tiêu của chính phủ là muốn dùng cái tiền trợ cấp gọi là thất nghiệp để giúp cho những cái người đang thật sự bị thất nghiệp sống qua những cái ngày khó khăn khi mà không có việc làm, chứ không phải là để cho mình sinh ra là làm biếng ha, rồi không chịu đi làm cứ cung cấp tiền cho mình mỗi ngày như vậy thì dĩ nhiên chính phủ sẽ tiền đổ sông đổ bể, họ sẽ không có đủ tiền đâu. Vì thế mà trong cái cơn đại dịch này thì chính phủ cũng biết là vì đại dịch cho nên tất cả business sẽ hầu như là đóng cửa, hay là có những cái lệnh gọi là stay at home, shelter in place, thì bắt buộc những cái người nhân viên người ta phải ở nhà, người ta không được đi ra ngoài làm. Thì cho nên khi mà chính phủ cho tiền là tiền thất nghiệp đó thì họ không có đòi hỏi bạn phải là đi kiếm việc làm hay là show cái bằng chứng là mình đã kiếm được 3 việc làm mỗi tuần. Nó có nghĩa là mình có bỏ thời gian công sức để mình kiếm việc làm, mình cũng muốn có việc làm chứ không phải là mình ở nhà mình ăn tiền thất nghiệp ha. Nhưng sau cái giai đoạn mà kinh tế bắt đầu trở lại ổn định lại rồi, thì có việc làm rồi, thì tiểu bang Texas họ thông báo là nếu những ai đang nhận tiền thất nghiệp mà không gửi lên cho họ mỗi tuần là kiếm được 3 việc làm hay là đang tìm kiếm cái việc làm để trở lại cái công việc của mình, thì họ sẽ không cung cấp tiền thất nghiệp cho chúng ta nữa nhé. Nên chúng ta hãy cần lưu ý. Và đây là thông báo của Ủy ban Lực lượng Lao động Texas, gọi tắt là TWC. Ủy ban Lực lượng Lao động Texas TWC hôm 16 tháng 6 thông báo rằng các yêu cầu tìm kiếm việc làm đối với bảo hiểm thất nghiệp UI ở Texas đã bị đình lại do cuộc khủng hoảng COVID-19 sẽ được khôi phục cho tất cả người dân Texas nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp vào ngày 6 tháng 7. Có nghĩa là từ 6 tháng 7 là bắt đầu chúng ta cần phải có những cái proof, những cái chứng minh là chúng ta đang tìm kiếm việc làm. Tìm kiếm công việc là một yêu cầu của liên bang để nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp. Các cá nhân sẽ được tiếp tục nhận được lợi ích nhưng phải ghi lại những nỗ lực của họ để tìm việc làm mới, với báo cáo đầu tiên do TWC vào ngày 19 tháng 7. Giữ lại hồ sơ và lưu lại tài liệu tìm kiếm công việc của bạn. Những nỗ lực tìm kiếm công việc của bạn không cần phải được gửi đi trừ khi Ủy ban TWC yêu cầu. Hiện tại các doanh nghiệp ở tiểu bang Texas đang tuyển dụng và có hơn 530.000 việc làm có sẵn ở Texas trên website gọi là workintexas.com, portal việc làm trực tuyến của bang, ngoài các công việc có sẵn ở những nơi khác. Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp quay trở lại làm việc thì những con số việc làm đó đã tăng lên. Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã gây khó khăn cho tất cả mọi người, tạo ra những thách thức mới cho người lao động, người sử dụng lao động và gia đình của họ. Ông Ed Shana, giám đốc điều hành của TWC cho biết, hãy để tôi nói rõ, chúng ta chưa vượt qua cơn đại dịch, nhưng chúng ta đã thấy cơ hội việc làm bắt đầu phục hồi ở Texas khi nền kinh tế của chúng ta khởi động trở lại. Có nhiều cơ hội ngày kia và khiến người Texas quay trở lại việc làm, và các doanh nghiệp hoạt động trở lại sẽ tạo ra nhiều công việc hơn nữa. Quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp không nhằm mục đích thay thế công việc, mà là lợi ích tạm thời để giúp người lao động cho đến khi họ có thể tiếp tục việc làm. Yêu cầu tìm kiếm công việc không có nghĩa là người lao động phải có công việc đầu tiên có sẵn. Điều đó có nghĩa là họ phải thể hiện nỗ lực tích cực để có được việc làm mới để tiếp tục lợi ích. Lợi ích tiền thất nghiệp của họ sẽ tiếp tục trong tối đa 39 tuần, theo luật pháp tiểu bang và đạo luật CARES liên bang. Những người lao động bị sa thải với thời gian hoàn thành công việc trong vòng 12 tuần, kể từ khi bị sa thải được miễn yêu cầu tìm kiếm công việc. Quay trở lại ngày làm việc sau 12 tuần có thể dẫn đến việc từ bỏ tìm kiếm công việc theo quyết định của TWC. Mặc dù các cá nhân tự làm chủ 1099 hoặc Independent Contractor không cần phải đăng ký trên workintexas.com, cũng như không hoàn thành các yêu cầu tìm kiếm công việc, tuy nhiên họ cần tiếp tục thực hiện các bước để mở lại doanh nghiệp của họ. Nếu họ không có kế hoạch mở lại doanh nghiệp của họ, họ phải hoàn thành đăng ký công việc và tìm kiếm việc làm. Những người tìm việc được khuyến khích truy cập vào website workintexas.com, cổng thông tin việc làm của bang để truy cập vào hàng trăm ngàn việc làm trong khu vực công và tư nhân, cũng như liên kết với các cơ hội giáo dục và đào tạo, tiếp tục hỗ trợ và các tài nguyên khác. Thưa quý vị, như thông báo thì họ nói là chưa qua cơn đại dịch, nhưng mà tại vì cái khoảng thời gian 3 tháng rồi, người ta đã cung cấp cho mình cái tiền thất nghiệp và không yêu cầu mình phải đi tìm kiếm việc làm. Nhưng khi kinh tế đã ổn định trở lại thì người ta muốn thấy được cái nỗ lực của mình là phải tìm kiếm việc làm. Thì lúc đó Bộ Lao động của Texas mới tiếp tục cho chúng ta cái tiền thất nghiệp, quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến những phút cuối cùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.